Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Lý Nhã Kỳ lên xe hoa với MC giàu nhất Việt Nam sau chia tay bạn trai 9 năm. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, MC Đại Nghĩa bất ngờ chia sẻ hình ảnh mặc vest trắng bảnh bao kèm lời tuyên bố: "Ừ vậy đó mọi người, chấm dứt đời độc thân nha." Điều khiến dân mạng sốc hơn nữa khi cô dâu bên cạnh anh chính là nữ diễn viên doanh nhân Lý Nhã Kỳ trong trang phục lộng lẫy như công chúa. Ngay sau khi Đại Nghĩa chia sẻ tin vui, nhiều sao Việt như Tiến Luật, Nam Thư, Lương Thế Thành, Phương Thành, Diệu Nhi liên tiếp vào chúc mừng cặp đôi. Việc hỷ sự đột ngột của cô với nam MC 40 tuổi khiến công chúng vừa sửng sốt vừa nghi ngờ. Bên cạnh đa số ý kiến ủng hộ Đại Nghĩa và Lý Nhã Kỳ là một cặp đôi thật sự, nhiều cư dân mạng đưa ra phỏng đoán hai nghệ sĩ kết hợp trong một dự án phim hoặc nghệ thuật, cũng có khả năng tình cờ đi dự sự kiện và chụp ảnh vui vẻ mà thôi. Đại Nghĩa là một trong những MC nổi tiếng và đắt sâu nhất hiện nay, bên cạnh những cái tên như Hoài Linh, Trấn Thành và Trường Giang. Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, Trường Giang gây sốc khi tiết lộ Đại Nghĩa chính là MC quốc dân giàu nhất Việt Nam. Chưa có cơ sở nào để xác nhận điều này là thật và có thể danh hài xứ Quảng chỉ vui miệng nói phóng đại. Tuy nhiên từ đó việc danh này gắn liền với Đại Nghĩa bởi tất cả khán giả đều tin rằng một MC U40 không vợ con, không sống hào nhoáng nhưng vẫn ham chạy show và xuất hiện liên tục trên sóng truyền hình thì chắc chắn thu nhập và tài sản không hề nhỏ. Đặc biệt trước đó từng có thông tin với mỗi mùa game show lên sóng, anh có thể nhận được số cát xê lên tới 300 đến 500 triệu đồng. Nói về danh xưng này, MC U40 cho biết, đừng gọi anh là MC giàu nhất Việt Nam, bởi đây chỉ là câu nói vui của Trường Giang trong buổi họp báo, và cũng đừng gọi anh là MC quốc dân. Theo Đại Nghĩa, nếu xét về trình độ, anh thua xa Thanh Bạch, xét về lượng fan khủng và duyên dáng thì không bằng một góc của Trấn Thành và Trường Giang. Xét về độ đẹp trai thì kém xa Phan Anh, Nguyên Khang, về mặt dễ thương thì không bằng Ngô Kiến Huy. Đại Nghĩa từng chia sẻ, ở độ tuổi này anh làm việc không phải vì tiền bạc hay danh tiếng, mà không muốn bị bỏ lại phía sau nên phải vận động. Nghệ sĩ 7X nổi tiếng là người sống giản dị, không khoe mẽ tài sản trên mạng xã hội. Hiếm hoi lắm người hâm mộ mới thấy Đại Nghĩa đăng ảnh nhà riêng. Cuộc sống của nghệ sĩ U40 tuổi không xa hoa, anh thường xuyên ăn chay trường. Trong khi đó, Lý Nhã Kỳ cũng gây bất ngờ khi thông báo đã chia tay bạn trai hẹn hò 9 năm. Trong suốt quá trình yêu đương, Lý Nhã Kỳ không hề để lộ bất kỳ thông tin gì về người thương. Cho đến khi đường ai nấy đi, cô mới chính thức công bố. Lý Nhã Kỳ được khán giả biết đến với vai trò diễn viên trong nhiều dự án như Kiều Nữ và Đại Gia, Gió Nghịch Mùa. Bên cạnh đó, cô kinh doanh bất động sản, shop kim cương và mới đây nhất là đảm nhận vai trò lãnh sự danh dự Rumani. Chính việc tham gia nhiều lĩnh vực giúp người đẹp trở thành một trong những sao Việt sở hữu cuộc sống thượng lưu mà nhiều người mơ ước. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.